Hai cây to mọc ở trên cái tảng đá kia là hai cây rẻ này. Không có quả, rụng hết rồi. Suốt từ sáng này hái được một bó, kiếm lấy bó nữa, hai bó mới đủ gói. Cứ quanh quẩn trong rừng, chui hết chỗ nọ chui chỗ kia, nó lạc xong là lại quay lại, nó không có lá rong, lại quay lại chỗ cũ, nhặt lại những cái lá của người ta không hái thì mình nhặt lại thì vẫn về vẫn gói được. Trải nghiệm một ngày sướng cuộc đời. Cây này có cả mộc nhĩ cơ này, quá ngon. Lấy về gói bánh rán nem. Đi rừng không được cái nọ thì được cái kia mọi người. Đây, mộc nhĩ ngon chưa? Tôi ở trên kia xuống rồi, hái được một bó to to, thế là đủ rồi. Giờ đến cái chỗ này thấy khu này nó Cây thoáng, cao cao toàn cây rẻ đẹp. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Bây giờ 14 giờ 30 phút, thế là tôi vừa ở trên rừng xuống rồi. Chưa xuống đến đường về, đoạn đường về gọi là đường nửa đường mà đói quá, nghỉ thấy cái khu này nó đẹp thoáng, nghỉ lại ngồi đây thì mệt, trong ăn nốt mấy cái phong lương khô cho đỡ đói rồi về. Đây còn lá rong tôi hái được, đây một bó này, bó to này, thế là đủ gói bánh này. Đấy, hôm nay đi trải nghiệm xong là lại về hái được một công đôi việc. Đấy, thế là mấy hôm nữa gói bánh là không phải mua, không mất tiền mua. Mặn mặn, dính răng khó nước, cái là ăn nó no lâu. À, hết. Buộc lại thế anh, là dòng là riêng. Trông thế mà nhiều phết đấy. Hơn chục cái bánh chưng vô tư gói thế thôi. À, mọi người vào xem video của tôi thì thấy hay thì hãy nhớ là cho tôi xin một like. Những ai chưa đăng ký, chưa nhấn vào chuông thì hãy nhấn chuông để đón xem những video mới nhất của tôi. Hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đấy, để tôi có thêm động lực để ra những video tiếp theo. Bởi vì là
Tôi muốn ra video đều lắm, nhưng mà khổ cái là bây giờ là cái kênh của mình nó còn nhỏ ấy, nên là doanh thu nó chưa có. Kênh mới mới làm nên doanh thu nó chưa có, nên là bây giờ là mình mà không thể bỏ hết được mọi việc để theo đuổi nó. Đấy. Nếu mà bây giờ kênh mà đã có nhiều người đăng ký rồi thì mà kênh nữa thành kênh lớn rồi mà nhiều người đăng ký rồi thì lúc đấy là có doanh thu rồi thì chắc là tôi cũng chỉ có ăn xong và đầu tư làm cái mảng này thôi. Còn bây giờ là kênh nó chưa có doanh thu nên nó không thể bỏ hết được những cái công việc kia để theo đuổi cái đam mê này. Nhưng mà bây giờ mà mình mà bỏ là mình chết đói luôn đấy, nên là tôi cứ phải thôi phát triển dần dần vậy. Thì mọi người hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho cái kênh của tôi trên những chặng đường sắp tới. Vặt mấy quả yên mang về ăn. Ồ, thế thôi. Đây nhiều rau dốc cá đây, trên đường về tôi thấy nhiều rau dốc cá đó, tôi nhi nhặt rau này ăn ngon lắm, mát. Đấy, mưa rau nó còn non lắm, rất nhiều rau dốc cá. Ui. Rau này ăn nó mát mát chua chua, rất là ngon. Rau này mới là rau sạch ở rừng tự mọc. Đây, đây gọi là húng nước. Chỉ có Tây Bắc ấy có mùi có cái loại rau này thôi, ăn rất là ngon. Ăn nó cứ ăn nó cay cay ấy. Mà cho tiết canh ăn thì thôi rồi. Ngon lắm. Cái rau này là nó mọc hoang cũng có mà người ta trồng cũng có. Đây mình nhổ mình trồng cũng được. Không, cái rau này nó dễ mọc lắm. Bây giờ chỉ cần vứt cái gốc nó vào cái chỗ nào nó có nước là nó mọc mà. Đây rất là nhiều, non. Tối nay có bữa ngon, toàn rau rừng, toàn đặc sản của rừng. Không có tí chút nào gọi là thuốc bảo vệ thực vật kìa. Toàn rau nó mọc trong rừng. Đấy, tối nay bữa quá ngon luôn. La la la.
hai.